Đây hết cả nhà, đối với cái gạch ngoài đây nè, cái gạch bóng kiến ha, thì mình cắt cái đường nào ngay á ha, cái đường nào ngay á thì mình cắt chạy thẳng qua luôn. Còn đối với những gạch này nè, nè cái đường nó nhỏ ha, gạch men mà nó hơi hơi lệch lệch vậy nè, là mình chỉ cắt tới đây thôi ha, mình dừng lại. Ví dụ như đường này ngay thì mình cắt chạy ngang nè, cái đường này cắt tới đây mình dừng lại ha, nè không, nó không mẻ nha. Tại mình cắt tới đây mình dừng lại, chỗ này ngay thì mình chạy ngang luôn, còn không ngay thì mình cắt tới mình dừng lại, mình dỡ lên ha, mình cắt tiếp. Chúng ta đã mẻ nha, mình cắt kiểu này thì nó không mẻ nè. Đó, giờ mình sẽ cắt ở đây ha cả nhà.